trưởng môn khiêm tốn chút chấp 430. Thanh Châu, vô cực chi hải. Chỉ cần những sợi tơ máu này bò lên đồng tử thì nó sẽ thật sự thức tỉnh. Đến lúc đó, thế giới này sẽ bị thống trị bởi yêu tu và dị thú bọn ta cũng không còn phải chịu sự áp bức của tu sĩ nhân tộc nữa. Ồ, nhưng ta nghe nói, một tên sĩ của Hoàng Tuyền Hội đã chết trong tay Lộ Triều Ca. Ta chỉ sợ tu sĩ nhân tộc sẽ trỗi dậy nhanh hơn chúng ta thôi. Ở Thanh Châu, Lộ Triều Ca rất nổi tiếng và có tiếng nói, mấy lão già chúng ta phải nghĩ cách xử lý hắn. Nhưng hắn có kiếm tôn chống lưng, ai có thể ra tay đây? Ha ha ha, theo thông tin từ Tử Nguyệt Hội ta, kiếm tôn đã bế quan rồi. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Không có kiếm tôn, còn có Quý Trường Không, còn có Lý Tùy Phong, còn có chỉ chủ của kiếm chỉ âm dương. Kiếm tu ở Thanh Châu vẫn luôn đoàn kết một lòng. Cho nên, chúng ta phải hành động cẩn thận hơn. Bây giờ, đang có một cơ hội đặc biệt tốt. Thanh Châu, núi Đan Thanh, Mạc Môn. Triều Ca, những gì chàng nói là thật sao? Thứ này thật sự có thể nâng cao thiên phú thương đạo của ta sao? Sao ta cảm thấy có vẻ hoang đường? Con người sinh ra đã được ông trời định sẵn thiên phú, sao có thể vì thứ này mà thay đổi được? Hơn nữa, nếu thật sự có thần vật như này, sao lại rơi vào trong tay chàng? Sao thế, nàng cảm thấy nó ở trong tay ta là không thích hợp sao? Cũng không phải. Vậy nàng thử chạm vào nó đi, có sao đâu. Quan niệm về thuộc tính thiên phú của người bản địa ở Thiên Huyền hoàn toàn khác với người từng là người chơi như mình. Thuộc tính là không thể thay đổi, cho nên thiên phú của bốn đệ tử của Tứ Thành mới quan trọng như vậy. Vậy ta sẽ thử. Cũng không nên làm trái ý chàng ấy nữa, chàng ấy cũng là có ý tốt. Đây là ổn định tinh thần, tiếp nhận nó đi. Mình hình như thật sự có cái gì đang thay đổi. Tưởng Tân Ngôn, level 63. Giải thích, chấp sự cung phụng duy nhất của Xuân Thu Sơn. Tư chất thương đạo, 8. Thể lực, 8. Sức mạnh, 8. Nhanh nhẹn, 7. Ngộ tính, 8. Đánh giá, cơ thể hoàn hảo cho thể tu. Thuộc tính ban đầu của Tân Ngôn cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng không tệ. Nếu đã có thể nâng cao tư chất thương đạo cho nàng ấy, thì sau này có thêm điểm thuộc tính khác thì cứ cho nàng ấy thăng cấp là được. Nếu nàng cảm thấy có thay đổi, hay là bây giờ thử luôn đi. Được. Ngại quá, ta vẫn chưa quen với sức mạnh đột ngột tăng lên rất nhiều này. Không sao, với tư chất của nàng, thành thạo nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà, trước đó, có vài chuyện gấp phải đi xử lý trước. Đệ tử Mạc Môn đã có mặt đầy đủ, trưởng môn có gì cần dặn dò thì cứ nói. Tưởng tỷ tỷ và ca ca thật sự trở thành đạo lữ rồi, mình cũng không phải là tức giận, nhưng cứ cảm thấy không muốn quan tâm đến ca ca. Hai, có lẽ qua vài ngày là quen thôi, dù sao đột nhiên có chị dâu. Từ khi mình dẫn Tân Ngôn về, thì Tiểu Lê Tử cứ như này, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi, không thể để cô bé cứng đầu này như thế này mãi được. Được rồi, hôm nay bản tọa có một chuyện quan trọng cần công bố, mà Đông Phương, ra đây. Có con, trưởng môn sư bá có gì cần dặn dò ạ? Bắt đầu từ hôm nay, ngươi xuống núi lịch luyện, với tư cách là đệ tử thân truyền của Mạc Môn. Ngươi có thể tùy ý chọn đệ tử tạp dịch ngoại môn để đi cùng, nếu gặp bí cảnh, bảo vật gì đó, thì cứ mang hết về. Mang về Sơn Môn, để Mạc Môn ta càng ngày càng lớn mạnh. Mà Đông Phương mang thiên đại khí vận, thiên huyền khí vận chi tử thật sự, làm công việc khám phá kho báu là thích hợp nhất. Trưởng môn sư bá, con thật sự có thể sao? Đây rõ ràng là một nhiệm vụ lớn lao mà. Lẽ nào đây là bài kiểm tra của Mạc Đông Phương mình? Bản tọa không có nói đùa. Từ bây giờ, ngươi sẽ phụ trách mọi chuyện về lịch luyện của tất cả đệ tử ngoại môn của Mạc Môn ta, tất cả đệ tử Mạc Môn, mặc ngươi tùy ý sử dụng. Vâng, tuân lệnh trưởng môn sư bá. Trưởng môn sư bá lại cho mình quyền lệ lớn như vậy, mình tuyệt đối không được phụ sự kỳ vọng của ngài ấy. Thứ hai, Lạc Băng, ngươi có còn nhớ đã đồng ý với bản tọa, sau khi quay về tông môn thì sẽ biểu diễn vực của ngươi cho ta xem. Tất nhiên là nhớ. Vực, Lạc Băng sư tỷ đột phá ngũ cảnh rồi sao? Lạc Băng sư tỷ trở thành đại tu hành giả rồi sao? Hai người các con phải tăng cường tu luyện, sẽ sớm có thể đột phá ngũ cảnh như sư tỷ của hai con.
còn phải tăng cường à, con cảm thấy đã rất nhiều rồi. Đúng đó, đây là trình độ có thể đạt được bằng cách tăng cường tu luyện à. Vâng, thưa sư phụ. Mạc Môn, sân luyện võ. Con sẽ biểu diễn vực của mình ngay, xin sư phụ và trưởng môn sư bá chỉ điểm. Cô ấy vẫn luôn che giấu bản thân, e là vực của cô ấy có lẽ có liên quan đến huyết mạch yêu tộc trong cơ thể cô ấy. Nhưng trước đó, ta muốn xác nhận với sư phụ và trưởng môn sư bá một chuyện. Cho dù Lạc Băng biến thành dáng vẻ như thế nào, thì Lạc Băng có thể vĩnh viễn là đệ tử Mạc Môn không? Tân Ngôn nhờ vào phần thưởng của Triều Ca mà nâng cao cảnh giới, tương lai có lẽ em gái, Tiểu Thu, Lạc Băng, các đệ tử đều có thể nhỉ. Có một cảm giác chờ mong vô hạn đang trồi lên. Nhưng bây giờ Lạc Băng sắp thi triển vực, rốt cuộc sẽ là vực như thế nào mà khiến cô ấy không thể không hỏi câu hỏi như này. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.